Nếu như bạn nào á, đang có ý định á, nhịn ăn để giảm cân á, thì hãy dừng lại và xem hết video này. Cái việc nhịn ăn để giảm cân là một trong những sai lầm tai hại khiến cho bạn dễ thất bại trong cái hành trình giảm cân của mình. Nếu như mình giảm được vài ký rồi nhưng mà sau đó mình sẽ dễ tăng cân trở lại đó, và tăng hơn trước rất là nhiều. Thì khi chúng ta nhịn ăn á, mình hiểu lầm là cái việc bỏ đói cơ thể của mình nó lấy mỡ của mình ra để chuyển hóa thành năng lượng để mình hoạt động. Nhưng cái sự thật là khi bạn bỏ đói cơ thể mình trong thời gian dài từ 7 đến 8 tiếng hoặc 10 tiếng thì ngoài cái việc mà đốt cái năng lượng từ mỡ một ít thì nó lấy cơ mình ra, nó chuyển hóa thành năng lượng, nó đốt trước và làm cho cơ thể của mình nó bị nhăn da chảy xệ, làm cho lỏng lẻo. Để kiểm tra cái điều này, bạn có thể kiểm tra bằng cái thiết bị Tarlitan, có thể đo được cái lượng cơ trong cơ thể của mình. Khi mình nhịn ăn thì cái lượng cơ của mình nó sẽ tụt xuống rất là rõ rệt. Thì đây là cách giảm cân bị sai, bởi vì cái mục tiêu cuối cùng của mình là để giảm cân để đẹp, có sức khỏe tốt, để người mình thon gọn hơn, mang những bộ đồ đẹp hơn. Nhưng nếu như trong cái quá trình giảm cân của chúng ta vô tình làm mất đi một cái lượng cơ của mình mà cái lượng mỡ của mình không giảm bao nhiêu thì chúng ta sẽ không đạt được cái mục tiêu mình mong muốn. Thì một câu hỏi nữa đặt ra ở đây là bạn có thể nhịn ăn cả đời được không? Tại vì nếu như mình sử dụng cái phương pháp nhịn ăn để giảm cân thì sau đó chúng ta sẽ dễ bị tăng cân trở lại lắm, và có thể tăng nhiều hơn xưa nữa. Và thay vì mình nhịn ăn thì chúng ta nên học cách ăn uống sao cho lành mạnh, đó mới chính là cái chìa khóa giúp cho mình kiểm soát cái cân nặng được trọn đời luôn.